Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay trong video này chúng ta sẽ học cái phần cuối cùng của cái phần luyện nói các bạn, là cái bài tập số 4 đó. Cái bài tập số 4 này người ta đề nghị mình làm gì các bạn? À, bài tập số 4 người ta đề nghị mình là làm việc theo nhóm và nói về một bộ phim mà bạn đã từng xem và sử dụng những cái đề nghị ở phía dưới này để chúng ta giải quyết vấn đề này. Cái bài tập số 4 này là người ta đề nghị mình có thể mình trả lời được tất cả những câu hỏi này thì mình sẽ có thể có một cái bài nói trọn vẹn của cái bài tập số 4 này các bạn nha. Mình có thể trả lời được câu hỏi: bạn xem cái bộ phim đó ở đâu? Đó, bạn xem đó ở đâu? Và đó là thể loại phim gì? Đó là thể loại phim gì? Và nó nói về vấn đề gì? Và ai là nhân vật chính? Và bạn cảm giác như thế nào về bộ phim đó? Và tại sao bạn thích bộ phim đó hơn những bộ phim khác, vân vân. Tất cả những cái này nếu ta trả lời càng đầy đủ thì ta càng nói càng hay các bạn nha. Tuy nhiên trong phạm vi chương trình tiếng Anh của mình á, của chương trình của lớp của mình á, thì mình hy vọng các bạn chưa, nếu bạn nào đã giỏi rồi thì mình không nói nha. Còn những nào bạn nào mà đang phấn đấu lên giỏi hay gì đó, chúng ta đầu tiên phải nói cho đúng những câu cơ bản nhất các bạn nhé. Nói sao cho gọn ghẽ, đúng phát âm và không sai ngữ pháp, không sai dấu nhấn vân vân. Rồi sau đó ta đã vững vàng rồi thì chúng ta mới nói được những câu hay, những câu sâu sắc các bạn nhé. Đó là cái cách để mình chỉ các bạn đi từ những bước đi cơ bản như vậy. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn các bạn bắt đầu luyện nói cái chỗ này, một bài nói riêng của mình. Và trước khi chúng ta vào thực hành nói, mong các bạn bỏ ít thời gian nhấn chia sẻ kênh, đăng ký kênh để chúng ta nhận thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta vào các bạn. Vậy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái ý rất là cơ bản, nền tảng cho cái bài nói của mình. Nó giống như là một cái dạng đề cương chi tiết cho các bạn đó. Rồi từ đó các bạn có thể thêm mắm thêm muối. Còn không, các bạn nói được như thế này là các bạn đã được 90% rồi các bạn nhé. Rất là tốt rồi, gần như là đầy đủ rồi các bạn. Và trong quá trình trải nghiệm của mình đó, là mình rất thích cái bộ phim hay là truyện là Harry Potter. Cái truyện Harry Potter là rất là hay các bạn. Và mình hướng dẫn các bạn nói về cái câu bộ phim này các bạn nha. Rồi đầu tiên đương nhiên thì mình cũng nói những cái cơ bản nhất thôi. Còn các bạn có thể có thêm nhiều kiến thức của nó thì các bạn nói thêm nhé. Về bộ phim này, về bộ phim rất là hay này. Đầu tiên mình phải diễn đạt những câu rất là cơ sơ đáng này. I'd like to talk about. Rồi cái gì đó, một bộ phim. Rồi ta dùng bị động rút gọn chỗ này, hoặc là phân từ quá khứ là chỗ này, các bạn thấy chưa? Quá khứ phân từ chỗ này. Một bộ phim nó được gọi là bộ phim Harry Potter. Harry Potter. Và tôi xem cái bộ phim đó trên YouTube. Đó. Như vậy là các bạn thấy chưa? Câu đầu tiên ta nói làm sao chặt chẽ như thế này, gọn ghẽ như thế này là người nghe rất thích. Còn không, nếu chúng ta nói dài dòng mà ta nói sai, không đi vào ý chính thì người ta cũng không có thích đâu các bạn nhé. Rồi, mình nói được một câu gọn như thế này là quá tốt rồi. Mà mình hướng dẫn các bạn nói cái chữ này cho tốt này, cho chỗ này, YouTube này. Mấy lâu nay ta gọi là YouTube nhưng nó là YouTube. Được chưa các bạn? Đó, bạn thoát ra đọc đường đọc nó YouTube nha. Rồi, sau khi mở đầu một câu rất là hay như vậy là bắt đầu mình đi vào này. Mình đi vào một cách chi tiết cụ thể hơn một xíu này. Đây, mình nói này, nó là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Được chưa các bạn? Bộ phim nó nói về này, phân từ hiện tại này, các bạn thấy chưa? Đó, bộ phim nói về một câu chuyện, bộ phim kể về một câu chuyện về những người trong thế giới. Các bạn thấy chưa? Thấy được không? Thấy được. Nếu không thấy thì nói nha. Nói về những người trong thế giới của những phù thủy đó các bạn. Đó. Rồi, chỗ này có một chữ tương đối khó phát âm này. Đây, wizard. Này, nếu chưa có S này. Wizard. Wizard. Còn có S là wizard. Đó, bạn hình dung chưa? Nghe trọn vẹn này. Wizard. Wizard. Đó. Wizard. Đó. Wizard. Ok, đó các bạn nha. Đó là một phim khoa học viễn tưởng nói về một câu chuyện về thế giới, về những người trong thế giới phù thủy, được chưa? Rồi bây giờ ta đi vào nhân vật chính này. Đó, nhân vật chính này các bạn này. Nhân vật trung tâm, hay là gọi là nhân vật chính cũng được, là Harry Potter. Potter. Người, đó, mối quan hệ, đại tư quan hệ này. Người đã từng sao các bạn? Từng bị bỏ rơi. Đây, người đã từng là bị bỏ rơi hay là một trẻ mồ côi đó, bị bỏ rơi với tư cách là một trẻ mồ côi trong cái thế giới đời thường. Đó,
trong cái thế giới bình thường đó, được chưa bạn? Đó là trẻ mồ côi trong thế giới bình thường á. Cái chỗ này có vài chữ hơi khó đây. Used, cái chỗ này nếu thêm ed nè, nếu thêm ed, các bạn thấy thêm ed chưa? Thì bình thường không thêm ed là nó là used, nhưng có ed vào chỗ này phải phát âm là ad nè. Tại sao phát âm là tờ các bạn biết rồi, nếu không biết là sau này gặp chỗ đó thì các bạn biết, bởi vì ta không có nhiều thời gian ta nói tại sao chỗ này phát âm là tờ nha. Bởi vì có ba trường hợp phát âm ed á, các bạn nhớ chưa? Một là t, hai là it, ba là t. Đó các bạn nha, các bạn nhớ xem lại các video về người Pháp của mình là các bạn sẽ gặp ngay là các bạn hiểu ngay rồi. Rồi chỗ này là you just này, à xin lỗi, cái này juice không có just đây. Used, used không phải là chết. Đây, used, đây. Used. Ok, rồi, được chưa bạn? Đây là nó, từ chữ đó là đây nè, được chưa? Rồi, often. Đây, mồ côi này, đó bạn nha. Kéo dài o ra. Often, đó. Rồi, normal. Ok, đó nha. Rồi, sau đó ta tiếp tục đi vào cụ thể một tí là sau đó nè, anh ta biến thành nè, đó Harry Potter đó, biến thành nè một phù thủy và sao? Và đi đến học một ngôi trường lớp học đặc biệt, một ngôi trường đặc biệt, được cái ngôi trường đó được gọi là ngôi trường Howard. Đó, bạn hình dung được chưa? Đó, câu chuyện nó nói là như vậy đó, thì ta kể lại như vậy. Rồi, anh ta biến thành này, đây, đó, thành một phù thủy và đi đến một cái ngôi trường đặc biệt để học. Được gọi ngôi trường đó được gọi là Howard. Rồi, chỗ này là afterwards. Đây, afterwards. Các bạn hình dung được chưa? Rồi, special. Rồi, dễ rồi, từ này gặp rồi, được chưa? Rồi, bắt đầu tiếp tục nè các bạn nè. Sau khi đó ta đi vào cụ thể hơn một xíu nữa là anh ta được dạy những kỹ năng cần thiết để trở thành một phù thủy tuyệt vời. Đó, ngắn gọn là thôi, ta không cần phải nói câu dài dòng. Anh ta được dạy bị động này. Đó, các bạn thấy bị động chưa? Anh ta được dạy những kỹ năng cần thiết để trở thành một phù thủy vĩ đại tuyệt vời đó. Đó, bây giờ là taught. Nhớ này, taught V3 của teach. Được chưa? Đó, các bạn hình dung được chưa? Nhớ từ góc này nha. Rồi, từ này ta phát âm là taught. Nhớ nha các bạn nha. Necessary. Từ này rất nhiều bạn phát âm không đúng. Các bạn nghe kỹ lại này. Necessary. Cứ thế mà ta phát âm. Cần thiết đó. Chữ cần thiết đó. Tính từ đó. Necessary. Cứ thế mà nói nha. Skills. Nhớ âm S này. Skills. Rồi. Tất cả những chữ còn lại dễ rồi. Anh ta cũng phải đối diện hoặc là giải quyết những cái thách thức để đấu tranh chống lại những cái thế lực quyền năng tăm tối, có nghĩa những thế lực ác đó các bạn. Đây. Chữ thách thức này. Các bạn hay được sao nè. Challenges. Nếu không có es, challenge mà có es là challenges. Ok, các bạn hình dung được chưa? Thử thách đó, chữ thử thách đó. Rồi, cuối cùng ta đi câu cuối cùng này, câu cuối cùng rất là quan trọng này. Tôi nghĩ lý do quan trọng nhất tại sao tôi thích bộ phim này là nó làm tôi cảm thấy phiêu lưu và hạnh phúc. Phiêu lưu mạo hiểm á, là thích đi vô những cái trường hợp phiêu lưu mạo hiểm hấp dẫn ly kỳ đó, là cái từ này các bạn này, adventurous các bạn nhá. Cái từ này này tí nữa mình hướng dẫn các bạn phát âm, và happy. Rồi, it was really a fantastic film. Đó, nó dễ đúng không? Nó thật sự là một bộ phim rất chi là thú vị, rất chi là hay. Đó bạn nha. Rồi những chữ hơi khó phát âm này. Adventurous này. Adventurous. Fantastic.
Fantastic, fantastic. Ok, rất dễ luôn các bạn. Rồi, như vậy là chúng ta cũng đã nói được bài tập số 4, bài tập cuối cùng, liền nói được bài tập cuối cùng luôn các bạn nha. Và chúng ta cũng đã kết thúc phần liền nói của Unit 9 tại đây. Rồi, mong các bạn thích video tại đài này và nhấn chia sẻ, đăng ký kênh để chúng ta thêm nhiều video hay các bạn nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe kênh của mình. Rồi, nhớ ủng hộ mình nha các bạn nhé. Rồi, mình một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều.